Sáng nay, đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại vùng Cảnh sát biển 2 để nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Tại buổi làm việc, đoàn công tác Tổng cục Chính trị đã nghe chỉ huy vùng Cảnh sát biển 2 báo cáo công tác quán triệt, triển khai, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình, đề án, dự án trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ vùng Cảnh sát biển 2, nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Nổi bật, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã luôn dự báo, nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu đề xuất với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, xử lý tốt các tình huống trên biển, bảo đảm đúng phương châm, đối sách, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên khu vực biển đơn vị quản lý. Đảng bộ vùng luôn xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cán bộ chiến sĩ kiên định vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, không sợ khó khăn gian khổ hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của vùng Cảnh sát biển 2 để báo cáo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Kết quả khảo sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại vùng Cảnh sát biển 2 và các đơn vị trong toàn quân là cơ sở giúp Tổng cục Chính trị và Tổ biên tập nghiên cứu, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn. Dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương đã thăm, chúc Tết, trao quà Tết của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tặng cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 2 và một số tàu làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.